Thì hôm qua mình cũng nghỉ hết một ngày để đợi bơm nước nè, với lại cho cái lớp đất nó ráo ráo một cái. Hồi sáng mình cũng lên mình làm sớm. Thì ngày mới thì mình cũng xin chúc cô chú anh chị thì cũng có cái một ngày luôn hạnh phúc bên cái gia đình của mình. Đây là mình đang làm cái nền nhà cho em thứ sáu. Cái nền của nó thì nằm chẳng chạng cái cây này qua nè. Nhưng mà cái lượng đất này chắc theo mình đoán đem lên chắc hơi bị thiếu rồi, thiếu khoảng cỡ 5-7 thước gì rồi. Thì chắc khi nào đất khô chắc rồi đợi thời gian khô khô cái nền này chạy xe được nè. Rồi anh em mình chắc mua vài cái đất mình đổ 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 ra. Mấy bữa trước làm thấy cũng ngon trứng mà mưa khoảng 2 ngày cái rồi nằm luôn. Giờ nếu mình chuyển qua bên kia mình làm cho em út mình thì sợ mưa quá cái này bơm không là không nổi nữa. Do cái máy đó thì chạy cũng yếu nữa. Kệ đi, thế này nó làm nền nhà mình cứ bát đất vô phả phả bằng bằng được rồi, quan trọng là mình đi được cái tầng đất này. Nay làm món gì ăn mà đùm đùm đề quá vậy em? Nấu cơm nhà anh ơi, nay có cá đồng thì kho cá anh ăn cơm, còn bên đây thì đem nước. Sáng ngày đi nôn quá quên đem nón luôn á Sáng nôn quá em ơi. anh. Thôi ăn miếng cơm đi rồi làm việc. Rồi em làm món gì vậy? Cá kho với dưa leo À vậy hả? chứ cũng đâu có món gì đâu cầu kỳ. Rồi em nghiên cứu nhịn gì em? Mới sao mấy đường mương này sao nước nhiều quá anh? Chút nữa em có gì nhà trống không? Dạ có. Chút nói em út ra đi, em với em út lấy cái giá mình đánh một đường cho nó chảy mấy đường mương ra hết đi em, để nước ứ quá trời rồi. Nước này bò lên tới lít luôn Tới lít luôn rồi. Kiểu này bò qua đất mềm nữa. rồi. Công nhận mưa, hai cái mưa lớn quá lớn. Vậy trưa em vô kêu ra làm không em? Mà em múc không ra em làm đúng nha. Có gì đâu. Thôi mình làm đi, em múc cũng bận chuyện mình lâm hết trơn. Cũng nhiều mương lắm đó, cũng mười mấy 20 mương á. Và đường kia đầu kia là có đường thoát nước không? Có thoát rồi, anh đánh hết trơn rồi nhưng mà nó bị kẹt giữa nè. Giữa trà là đất, nhiều khi nó bít ngay lại. Mình lấy giá mình nó đánh mình sửa sửa ra nó thông à. Làm cái này thì mình cũng đắn đo nhiều lắm, tính bỏ cái này ra phơi nè, đặng qua bên đây làm. Nhưng mà mình qua làm rồi cái nước bên đây nó ứ rồi, cái bơm cái nhân lực mà khiêng máy qua lại thấy khiêng giống như nó không có cái nhân lực để khiêng. Nhiều khi qua đây cái mình làm khoảng chừng 10 ngày cái ngày nào cũng mưa hết trơn, 10 ngày nữa thì ngập cái này rất láng luôn. Cái hầm này mà chịu bơm bơm chắc còn 2 ngày mới cạn không nữa. Thôi thì cái này mình cũng làm cái đất nhà không à, nên thì làm thì nó cái độ đẹp, độ sắc nét của nó thì cũng không có bằng mình làm cho bà con. Đã làm cho người ta thì mình làm ăn tiền mà. Còn cái này thì mình làm kêu mà làm nhà mà. Thì cũng ráng làm cho đẹp nó chứ, nhưng mà do đất nó cũng mềm quá nè. Trơn thì ngày mình bơm chút một chút vậy nó không ngán. Cái này là mình vẫn bơm cạn được đó, nhưng mà mình không có bơm, bơm cạn quá cái mất cái chân dưới, để cái lượng nước đó cho nó chịu cái chân bờ lại.
tại vì mình làm cái này mình lấy độ sâu nó sâu quá sâu, mà cái lượng đất bề ngang nó hẹp nữa, giờ rút nước ra hết cái nó sạc cái một không biết sao cứu giãn nữa. Thì mỗi một cái bờ giờ là một cái bờ ranh nè, nói chứ anh em thì anh em chứ cái ranh thì nó phải cho nó rõ ràng. Nhiều khi sau này cái cũng khó lắm. Chắc đào sâu thế này, chắc cái hầm này chắc tạm thời chúng không có nuôi con gì được rồi, tại sâu quá phèn lạnh nó lên đâu có nuôi được con gì. Chủ yếu mình làm này là mình đem đất mình lấy đất lên thôi. Quá mềm rồi, vuốt ở đây mà cái bụng nó bị bể ra nè. Nãy giờ em đi đào thấy tình hình sao rồi em? Em đi đào có mấy chỗ nó bít mà cũng không hết rồi. Mà em thấy là do cái đường bữa anh múc miếng đất của anh Tư bên đó nó sâu hơn á. Ừ. Cái mưa này nó đọng rồi đó. Ừ. Đọng rồi đó nhiều quá nên nó chảy lên mấy cái đường của clip. Rồi cái đầu đó nó không chảy ra được sao? Đầu đó thì hôm bữa mình chưa có dép. Cạn hả? Cạn hơn, còn bọng thì sâu nhưng mà cái đường nó lâu quá rồi cái nó cạn hơn. Giờ đọng nước ở trong đây cũng dồn về đây nè. Giờ phải bò xe dưới đi quánh một vòng vậy hả? Em tính sao hay là mấy em dắt tay cho nó có một đường chảy nước ra. Dắt tay được không? Dắt chừng lưỡi giá chứ gì? Dắt ra sâu. Chứ nước rộng thì nó sụp cái bọng, tại cái bọng nó sâu hơn cái đường này mà. Chứ để động nước chỗ này là nó ngập cái clip này luôn á. Rồi rồi, giờ em dắt cái đường mương đó đi. Chứ giờ anh bò với cực khổ á. Vậy mà mấy năm chỗ nó bị ngập trong cái đường này. Giật cái bọng này nè, đặng cho nước nó trong đây nó chảy vô cái ao này mình bơm ra hết luôn. Nhưng mà mình tính thì dắt bơm chắc không nổi. Do mấy bờ đó mình nghĩ còn mồi. Rồi mưa mà người chú anh chị tính đi, mưa một cái nguyên một lượng mưa nó rớt xuống khoảng 10 công đất này, bơm cái máy này chạy chắc không xiết. Giờ đã mong đợi nước ròng mà mấy ngày nay nước thì nó không có sát. Nếu nước ròng thì tự ên nó này nó chảy ra. Lúc nãy thì mình bươi bươi làm sao mình lòi ra được hai cây lúc trước mình của đàn cho nè. Giờ tới đoạn cuối này phải kèm theo sản phẩm rồi. Đi ba tấm dĩ lại thêm hai cây đàn nữa. Quá trời nó lúng. Lúng là bò lên bò dưới cái lường. Mà sâu xuống khoảng 4 mét ở dưới thì nó có cái tầng đất sét ở dưới cũng cứng.
nhưng mà mình nằm ở trên này mình xử lý không kịp thì nó dướng nằm trên mình nằm luôn. Nên cái bát ở trên mặt này nè, mình đi mình phải dẹt sinh ra hết. Có hai cây này cũng đỡ lắm, ráng ráng làm những ngày vài ngày nữa rồi thấy cũng quái quá. Cũng ráng em ơi, nãy giờ đi hồi hộp quá trời em ơi. Em đi làm gì em? Anh Năm cũng tính làm đội này nè, đặng qua làm cho em, đặng mình khỏi bơm nước nhiều. Chứ giờ bỏ lại phơi làm cho em rồi cái đây bơm nước nữa, bơm hai ba cục bụng. Cào lên tới đâu? Tới đây hả? Cào tới đây đi em. Năm sợ thiếu quá em ơi. Làm ngay cái tháng mưa này thì cái làm dày giấc chiều lo lắm, để ý chiều sợ trời mưa. Chắc là mình nói ra thì anh em tài xế mình cũng đồng cảm với mình, như chiếc con Sumi bên đây thì mưa đậu nghỉ 2 ngày rồi, tại lên lít trồng mai mà lên cao lắm, lên cao tới 1 thước 2 rồi. Bây giờ đất mềm hết trơn, bây giờ phải đậu đợi phơi. Mà cái đó phải bơm nước trong mương ra nữa, đặng cho nó ráo nước mà mình làm mới được. Còn mình, trường hợp mình thì đặc biệt, mình thì dạng như là giờ đất mà đâu có sạt lở gì đâu. Mà quan trọng mình đi lầy, mình đi kỹ kỹ một tí thôi, làm hơi chậm chút thôi. Thì ngày mình cho thì chậm hơn tiếng đó, thì giống như mình chạy nhà mà đâu có ai mà chế chậm lẻ gì đâu. Theo mình đi làm giờ thôi, tài chính mà làm ăn giờ mà gặp nhão vậy mình phải phơi rồi, đâu có làm được. Mình làm cái mấy anh chủ đất anh buồn à, anh nói trời ơi mưa vậy mà đất nhão vậy mà nó làm luôn ra, ví dụ anh nói vậy.
gì con? Mệt đâu? Mệt? Con ở đâu vậy? Ừ, con ở đâu vậy con? Quá tay là thấy mù tới nữa rồi. Chiều nay mưa nữa quá. Thôi mình cũng xin tạm dừng ở đây. Mình cũng xin hẹn gặp cô chú anh chị mình vào cái buổi chiều ngày mai. Chúc cô chú anh chị mình cũng có một cái giấc ngủ ngon bên cái gia đình của mình.